Xin chào mọi người, cái video này mình sẽ nói về Bitcoin, Bitcoin và Bitcoin Ngay bây giờ là 11 giờ 12 phút tối, ngày 30 tháng 7 năm 2024 Nhảy vô luôn Giá BTC rơi vào con giá 66.2 Vừa rồi như vậy, ok, thì gọi là nó lít 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 xuống như vậy Tắt đi tất cả mọi thứ thì nó Cái đáy của nó vừa rồi là rơi vào con giá là 65.500 Ok Đây là cái sóng A và đây là cái chống lưng của sóng A 66.500 là khu vực này Dựa theo những gì mình thấy Thì nó vẫn là sóng A đang được diễn ra à, Sóng A đang được diễn ra Cái trường hợp ABC Để sóng tạo sóng số 2 Ok thì cái xác suất là cao cao đang được diễn ra A B C đây là cái chống lưng của sóng A đây là cái kháng cự của sóng B. Đây, kháng cự của bé sóng B. Và đây là cái chống lưng của sóng C. Rõ ràng mà đã biết, đập đi đập lại bao nhiêu cái video vừa rồi. Miễn sao nó tới cái khu vực này, nó không nằm dưới con giá 56.800 thì tất cả mọi thứ sẽ lao thang lên 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 lên. Đây là sóng 1, năm sóng vừa rồi đi lên sóng 1. Đây là sóng 2 và từ 2 lên 3 như vậy thì nó sẽ rất là mạnh bạo, mạnh bạo. Ok, mình để màu đen đi ha mình đã nói trong cái video tập vừa rồi. Từ 1 xuống 2 như vậy cũng khá là chán nản. Lạng quạng nó tốn từ 1 tới 2 tuần lận. Bởi vậy bạn có thể thấy là nguyên ngày hôm nay hồi sáng mình làm cho bạn cái video đó thì hồi sáng giờ là chỉ đóng băng thôi, đóng băng thôi. Ok, bạn phải kiên trì. Nhưng xác suất dựa theo những gì mình thấy, dựa theo cái sự mà yếu của thị trường ngay bây giờ, lạng quạng là chuyện này sẽ xảy ra. Đây là sông A này đúng không? A nè. Ok, nó có thể dây dưa xuống thêm một chút xíu nữa, lạng quạng nó tới cái cái vùng giá này lận nè. 63.000, 63.300. Rồi sau đó nó mới có sóng B lên, rồi sau đó nó mới có sóng C xuống. Có nghĩa là lên nguyên cái giai đoạn này là A, rồi B, rồi C. Đơn như là vậy, đúng không? Ok. Uh, thì mình đã cân nhắc bạn trong cái cái ở đây rồi, ok. Thị trường ngay bây giờ đang yếu. Lạng quạng cái sóng số A, sóng A là cái sóng đầu tiên, đúng không? Sóng đầu tiên. Làn qua cái sóng A Sóng A Nó Sóng A nó có thể rớt xuống Tới con giá 63.300 lần Nhưng mà nếu mà nó rớt xuống Sóng này Nghe cái sóng A là sóng đầu tiên này Nó cứ tiếp tục Gọi là nó Nó tiếp tục uh, Hạ cánh Đúng không? Hạ cánh đúng không? Hạ cánh đúng không? Nó tiếp tục hạ cánh Hạ cánh Tới 63.000 63.300 Thì nó nói lên cái cậu Nếu mà nó tiếp tục xuống 63.300 Thì nó nói lên là Nó đóng dấu là ABC đang được diễn ra Nó Đó đóng dấu Là a BC đang được diễn ra A, B, C Nếu sóng A nó tới cái vùng này lần Cân nhắc, cân nhắc và cân nhắc Ok Gọi là Bởi vì như theo thị trường ngay bây giờ thì nó khá là yếu Nó không có một sự bay bổng Nghe nó không có một sự bay bổng Bạn có thể thấy là vừa rồi nó lên như vậy Nó bị đạp xuống, lên như vậy, bị đạp xuống, lên như vậy Ok Gọi là nó Và ngay bây giờ gọi là cái OSI của nó khá là khá là yếu luôn Bởi vì vậy, bởi vì vậy xác suất có thể sóng A nó dây dưa xuống tới cái vùng này thì nó nói lên là ABC đang được diễn ra thôi chung hết. cân nhắc cân nhắc nhớ cái con giá mà rõ ràng mình đã nói là nếu mà nó sập dưới con giá này thôi 64.800 64.800 đây 64.800 này ok đó là sóng sóng A của nó sập dưới cái sóng A thì under under dưới 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 dưới, là sóng số 2 lớn đang được diễn ra sóng số 2 lớn đang diễn ra và sóng số 2 lớn là sóng xanh đúng không thì mình đổi nó thành màu xanh luôn cho nó dễ coi ok sóng sóng sắp dưới con giá 64.800. Đây 64.800 là sóng A, sóng sóng số 2 đang được diễn ra, sóng số 2 đang được diễn ra. Ở đây cũng cân nhắc under dưới 64.800 là sóng số 2 đang được diễn ra, cân nhắc ở đây và cân nhắc ở ở đây. Ok, cân nhắc đây. Và cân nhắc luôn tới cái vùng này là cái vùng thu gom nha, bởi vì vậy mình nói cái cái cái, cái gọi là mua 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 vô mua vô tốn được khoảng một 2 tuần tới mới tới lần ok nhưng rõ ràng rõ ràng là vừa rồi như vậy đã chia sẻ ok là nó có hai trường hợp một nó rớt ngay bây giờ rồi sau đó bung một cái vèo đi lên hai là một hai ba rồi sau đó nó mới bùng ok thì nó là hai trường hợp hai trường hợp đều nói lên câu nói lên câu chuyện là lên 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 một trường hợp là lên luôn ngay bây giờ hai trường hợp trường hợp thứ hai là xuống thêm chút xíu nữa để mình có thể thu gom thêm rẻ hơn rồi sau đó sau đó là nó cũng lên lại ok thì thì nó là vậy thì mục là lên luôn, hai là 1 2 3 rồi mới lên, đúng không? Một lên. Thì nếu mà nó chỉ nó lên luôn, có nghĩa là bây giờ là chuẩn bị là tới đây nó lên luôn á. Ok. Thì rõ ràng là nó phải nằm trên cái con giá 64.000 là đây này. Ok, con giá 64.800 phải nằm trên con giá 64 này. Ok, có nghĩa là nó không được đánh vỡ cái vành vàng này. Ok. Và cái thứ hai nữa, nó lên là rõ ràng nó phải cắn cái đỉnh vừa rồi. Đây con giá, con giá 70.000 vừa rồi nó rơi tới đỉnh đó nó tụt một cái vèo đi xuống đúng không đây là cái chống lưng mình chia sẻ cho bạn khúc ở cái khu vực này mình đã khu vực này là mình đã chia sẻ cho bạn con giá 70 000 100 nó lên tới 70 100 một trăm nó nó tụt một cái vèo đi xuống thì nhiên nó lên lại thì mình là mình cân nhắc là nó cắn cái con số 1 này và sau đó nó cắn con 72 luôn thì mình mới biết là sóng số 3 đang được diễn ra rồi vào khu vực này ok thì cái trường hợp đó nó hơi khó hơn là ABC ABC ok ABC A B C là xác suất cao hơn là nó lên lại nó cắn con giá 70 ngàn và sau đó cắn 72 để mình biết là sóng số 3 sẽ đến đập đập cánh ở cái vùng này. Ok thì xác suất đó là khó khó hơn. Ok có nghĩa là từ đây mình vẽ cho bạn này đây là khó hơn khó hơn là gì khó hơn là cái vành cái vành tím này vậy thôi trong gì hết. Ok à, thì hồi nãy mình có có nói nếu nó rất dưới con giá 64.800 cân nhắc đây thì sóng số 2 đang diễn ra Rồi vào khu vực này. Ok à, đây cân nhắc đây rất 64.800 64.800 64.800 64, thì sóng đang được diễn ra thôi chứ không gì hết ok gọi là không có gì mới mẻ ở đây ok thì đây là mình cho nó một cái vành tím đi ha một cái vành tím đi ha ok vành tím ok sóng số 2 đang được diễn ra ok gọi là đủ đủ thứ đây ở đây mũi tên chỉ vô đây mũi tên chỉ vô đây cân nhắc ba cái cân nhắc trong một cái cái tín hiệu như vậy đúng không còn lên con gắn cắn con cái 72. 72 đây là một mũi tên chỉ lên sóng số 3 đây là một mũi tên chỉ lên sóng số 3 vậy thôi trong gì hết ok nhưng xác suất cao là a b c đang được diễn ra và hồi nãy đã cân nhắc là sóng a này dựa theo cái osi ngay bây giờ thì có thể là nó râu ri lên thêm chút xíu nữa râu xi xuống thêm chút xíu nữa nghe nó râu ri xuống thêm làng quảng nó tới con giá này lận thì rồi sau đó nó bung lên lại rồi nó xuống lại nó cũng giống như đây thôi cũng là a vẫn là b là vẫn là c ok nó nếu mà nó xuống tới con giá được 63 3 thì nó nói lên là ABC đang được diễn ra Ok ABC đang được diễn ra thôi chung gì hết Ok à, Thì mình xóa ở đây đi hả Gọi là nó qua rồi Nó qua rồi Ok à, Ngay bây giờ nó không có tín hiệu bay bổng Nó khá là yếu Nghe nó khá là yếu Bởi vì vậy thì mình nói là có thể là sóng số A nó sẽ dây dư thêm một chút xíu nữa Rõ ràng nó cắn dưới con giá 64.800 Nó là chứng tỏ sóng số 2 đang được diễn ra rồi Ok à, Và có nghĩa nếu nó cắn dưới con này thì nó nói lên là A, B, C Vậy thôi chung gì hết đơn giản như đang dựng ok xác okay. suất nhiều là abc đang được diễn ra vậy thôi còn nếu mà nó lên nó thử thách thì nó thử thách lại con giá con con giá của cũ bảy 100 ngàn mấy đúng không vừa rồi tới đây nó bị đá một cái vào xuống thì nó lên nó thử thách cái vành vàng này và cái vành vàng này vậy thôi chứ không gì hết ok. còn cái vành vàng này thì tạm thời là mình bỏ nó thành màu đỏ đi ha ok màu đỏ đi ok màu đỏ ok à, vành vàng này thì gọi là cũng hết sử dụng được rồi Okay, thì bỏ thành màu đỏ ok chỉ có vành vàng này vành vàng này là quan trọng và cái vành vàng này là phần quan trọng ok còn giá sáu mươi sáu mươi xác suất abc diễn ra nhiều hơn ok à, sóng a có thể râu ri lên thêm chút xíu xuống xuống thêm chút xíu nữa cũng giống như mình cứ nhắc đây còn mà bay bổng lên á thì nó phải vượt qua nó vượt qua rõ ràng là mình vẫn có thể để con giá này luôn đi ok để con giá này luôn là nó, nó phải vượt là qua lại con giá 68.800 này 70 100 72. ,000. Phải tới mấy 72 thì mình biết là mới mình mới biết là sóng số 3 đang được diễn ra. Sóng số 3 được diễn ra có nghĩa là năm sóng đi lên đây á. Đây là 3 này, đây là 4, đây là 5 này, tạo sóng 1. Và vừa rồi cái sự sập đổ vừa rồi nó là sóng số 2 và đây là sóng số 3 đang được diễn ra từ tới cái khu vực này luôn. Thì đó là một cái cách đếm sóng vừa rồi mình đã đi lại đập đi lại, đã đi lại lại hai ba lần, 3 bốn lần cho bạn. Rồi chung phải là không. những người nào mới va chạm với cái nền tảng này nhớ lấy 5 10 20 tập vừa rồi xác thực xác thực xác thực cái tín hiệu để cho coi thì nó có chuẩn như thế nào trong những cái tuần những cái tháng vừa rồi nha bởi vì đây nó đi liên quan với mặt tài chính không nên tin mình và tin bất cứ một người nào ngoại trừ bằng xác thực xác thực xác thực thì lấy những cái tập cũ để bỏ một thời chút thời gian ra xác thực tín hiệu để lúc mình cho bạn cái tín hiệu thì bạn mới vô được cái lệnh này lệnh nọ bởi vì bạn đã có sự xác thực và bạn đã có lòng tin ok à, ngày hôm nay là ngày 30 tháng 7 à, năm 2024 ok ngày 1 tháng 8 là cái lớp cái lớp cái lớp mà mình chia sẻ hết tất cả mọi thứ làm sao đo lường sống những cái đòn bẫy những cái hình hài vân 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 và vân vân sẽ được bắt đầu từ ngày ngày 1 tháng 8 Ok ngày 1 tháng 8 Ok mỗi ngày như vậy bạn sẽ nhận được một cái video từ mình để chia sẻ hết 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 cho bạn mỗi tuần như vậy thì mình sẽ có một cái zoom cái mỗi tuần mình sẽ có một cái zoom và mình sẽ ngồi với bạn và cái zoom đó thì ngay bây giờ nó thuộc về đâu khoảng cỡ 7 giờ tối, 7 giờ tối. Nếu mà gọi là thời gian gọi là để mình hỏi lại cái cái danh sách mọi người, thứ bảy giờ tối có ok không? Nếu 7 giờ tối là sớm quá thì mình có thể làm cho nó trễ hơn chút xíu có thể là 8 giờ. 8 giờ hoặc 9 giờ cũng được, ok. Cái Zoom thì một tuần chỉ có một lần thôi, chỉ có một lần thôi, ok. Có thể là mình làm nó ngày thứ bảy luôn cũng được cho nó dễ dàng cho tất cả mọi người. Ok. Cái Zoom có thể xảy ra ngày thứ bảy. Và ngày thứ bảy thì có thể là mình sẽ sẽ làm một cái giờ nào không phải là buổi tối luôn cũng được. Ok. Thì để mình coi sắp xếp cái thời gian của mình và uh, nó hợp lệ với mọi người để mình có thể ngồi với cái Zoom của bạn. Một tuần như vậy thì mình ngồi với bạn uh, một cái Zoom. Ok. Vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này. Xác suất là ABC được diễn ra là bạn sống A này nó có thể râu ri xuống thêm một chút xíu nữa vậy thôi cho mình gì hết. ok. còn cái vấn đề mà bay lên thì nó rất là khó, phải cắn con này, cắn con này, cắn con này, ok. rồi mình biết cái sóng số 3 đang được diễn ra, thì nó là vậy. ngày hôm nay mình gửi cho bạn hai video tín hiệu của btc, mình gửi cho bạn cái video của madic, mình gửi cho bạn cái đồng ở uh, và chuẩn bị tới đây là mình sẽ đẩy cho bạn thêm cái tín hiệu của solana nữa để chấm dứt cái ngày hôm nay. vậy thôi. xin chào mọi người. nếu tín hiệu đúng chuẩn, nghe ghi uh, ghi bên dưới cho mình bỏ một chút thời gian ra ghi tín hiệu tiền ở chuẩn 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 Ok, nếu bạn chốt đơn thì ghi chốt chốt chốt. Ok. Và đừng quên ứng dụng ngón tay bên dưới, có nghĩa là ứng dụng chữ thích. Cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn. Xin chào.